Ờ, dễ thương quá, lông kìa. Cũng có nết cảnh của mèo bạn ha. Ôi, Thành nó quay phim mà nó mê luôn. Trời ơi. Ôi ôi. Ghiền nghĩ ghiền luôn. Coi kìa, coi hoa văn của ảnh nha. Này là mà càng đậm, càng rõ nét là càng có giá trị ha. Cái ri mép rồi cái lông mi rồi nó dài á, nhìn nó trí thức quá. Ôi con mới bữa quay mà nay lớn vậy á hả? Trời ơi, các bạn có thể về tìm lại cái clip cũ mà mình quay bên nhà của anh Khang á. Chắc cỡ 3 tháng à, 3-4 tháng trước á. Lần này nè, trời ơi, bữa chưa mở mắt nữa. Đúng là Man Cool thì lông là vô địch luôn rồi. Vừa được nhập từ Ý về nha bạn, từ Milan về chưa được một tuần. Ở Việt Nam là bé có giá trị 21.000 euro. Wow, về tới Việt Nam luôn là chi phí 21.000 euro nha các bạn. Coi cái đuôi kìa, coi cái đuôi kìa. Hello, mình là Nam Ngôn. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mát mẻ trong này rất là mát mẻ và đông vui luôn. Thì hôm nay có hai cái hoạt động ở trong cái hội trường này. Thứ nhất là bên kia là đang là offline mèo, còn khu vực bên này là cat show ha, rất là nhiều bạn màu đẹp trong đó. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, sáng ngày hôm nay là sáng ngày chủ nhật ha, mình đang có mặt tại nhà thi đấu Rạch Miễu, quận mấy quên nữa rồi. Số 1 Hoa Phượng, phường 2, Phú Nhuận ha. Thì ở trên đây đang có một cái buổi gọi là cat show, rất là nhiều bạn màu đẹp trong này. À, thì mình sẽ đi quay cho các bạn coi ha. Ok, mọi người theo chân mình nha. Đồng thời cũng đang live stream ở trên kênh Nam Ngô Farm. Mọi người có thể lên để coi trực tiếp luôn. Ok, thì chỗ này hôm bữa cũng tổ chức dog show, rất là mát. Có cả những giám khảo từ nước ngoài về. Giờ mình sẽ đảo một vòng trước đi, coi có hoạt động nào mình vô. Hello em. Thì đây là một cái gian hàng của Vermedim. Thì mình cũng đã có dịp giới thiệu với các bạn những cái sản phẩm liên quan tới chó mèo của công ty rồi ha, lần trước rồi. Hôm nay có sản phẩm gì mới không em? Bên em sẽ mang đến. Sorry, đợi anh gắn cái mic cái. Ok. Dạ, rất vui được gặp mọi người một lần nữa. Ok em. Thì hôm nay thì là sự kiện của Cat Show, cho nên okay. tụi em mang đến cho mình những cái sản phẩm mới của bên em ha. Ok. Và bên về dinh dưỡng thì có dòng này, nhận gel dinh dưỡng. Gel dinh dưỡng. Ờ. Dạ, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch. Ok. Dạ. Còn bên này thì em có là đây là vệ sinh season drop, vệ sinh mũi, giỏ mũi nha. Đúng rồi, giỏ mũi cho mấy bé mà thường bị viêm mũi hoặc là viêm mũi rất là hiệu quả, nhất là trong cái mùa mưa này, độ đúng ẩm rồi. Cao nữa đúng không? Đúng rồi, những lúc mà thay đổi thời tiết như vậy thì bên em sử dụng cái này rất là nhiều. Ok, hỗ trợ cho mấy bé dễ thở mau á. Tuyệt vời luôn ha. Dạ. Rồi bên cạnh đó thì bên công ty em có những cái sản phẩm mới để vừa nhỏ ve dung rộng và chét nội ngoại ký sinh, nhưng mà không cần phải tiêm chích hoặc là cho bé uống. Bây giờ em xem là nhỏ trên gáy. À, nhỏ trên cái gáy hả? Đúng rồi, nhỏ trên gáy trực tiếp đó thì thuốc nó sẽ thấm qua da rồi nó sẽ đi vào cơ bộ cơ thể. Một lần nhỏ mấy giọt ta? À, mình tính theo trọng lượng. Đây em có hai sản phẩm thì theo cho hai nhóm trọng lượng từ 8.8 tới 2.5 kg. Và từ 2.5 kg tới 7.5 kg. Ok. Diệt được tới 8 loại nội ngoại ký sinh. Cho nên là rất là hiệu quả và vô cùng dễ sử dụng nữa, nhỏ thôi. Mình có thể mình mua về nhà mình nhỏ cho bé thôi. Ok. Như mèo lớn thì khoảng chừng 1 tới 2 tháng mình sẽ làm lại một lần. Ok. Đây là những sản phẩm của công ty mình là 100% Việt Nam đúng không? Đúng rồi. 100% Việt Nam luôn và được rất là nhiều bạn chăm sóc thú cưng tinh dùng luôn ha các bạn ha. Từ chó mèo luôn. Ok em. Này là sữa tắm nè. Hello em. Sữa tắm chó nè các bạn. Tắm chó mèo luôn. Đúng rồi, có gel trị búi lông cho mèo. Ờ, mèo nhiều thường nó sẽ bị búi lông ăn, nó sẽ ấu ra lông hoặc là nó khó tiêu hoặc đó. Thì em sẽ có cái gel này. Ok. Hỗ trợ cho bé dễ tiêu hóa rồi này. Ok. Để cũng mượt lông nữa. Dạ. Tuyệt vời. Ok các bạn, thì bạn nào mà đang chăm sóc chó mèo và muốn và có gặp một số cái vấn đề gì đó trong cái việc chăm sóc thì có thể liên hệ với lại bên công ty ha, để tìm cái sản phẩm phù hợp cho Hoàng Thượng với lại bóp của mình. Hả? Ok em, anh cảm ơn nha, anh sẽ đi vòng vòng chơi tiếp. Thank you em. Rồi, em cảm ơn. Rồi.
Rồi, dạ, rồi, đúng rồi. Em cầm lần hai cái vậy luôn hả ta? Luôn luôn. Kẹp này sợ đi nó rung lắc không? Bên này thì giới thiệu những cái đồ ăn ba tê đồ á, mình thấy ba tê rồi trong này với lại cái gì đó cát mèo đi vệ sinh. Ok em, cát ba tê. Đồ ăn. Cái ghê này mình ăn cũng được luôn á. Mình ăn được luôn. Dạ. Tại vì dùng là về Việt Nam, bên em nhập về Việt Nam là sử dụng cái giấy an toàn thực phẩm cho người. À. Rất là kỹ. Ồ. Cái này giới thiệu với em, cảm ơn em. Dạ. Nhớ em thử cát đậu nành. Dạ, cát cái cát đậu nành này nó có cái điểm mạnh gì hơn so với những dòng cát khác em? Cát đậu nành thì làm 100% từ cái hạt đậu nành á, từ cái bã của đậu nành. Thì nó có thể là tự phân hủy, tức là nó là một dạng hữu cơ tự nhiên á. Ừ. Mình có thể sử dụng dội bồn cầu được. À, dễ phân hủy. Đúng rồi, cái đặc điểm thứ hai là nó không có bụi, hoàn toàn không có bụi. Thì những mèo mà nhạy cảm hay là mèo con á, thì mình sử dụng cái loại này rất là tốt. Ồ, hay ha. Cái này nhập khẩu hay là của Việt Nam mình em? Dạ, tất cả là bên em là nhập khẩu gia công từ bên nước ngoài về. À. À, có nghĩa là mình nhập khẩu về đây mình đóng gói hả? Dạ, tất cả là đóng gói bên đó luôn. À. Nhưng mà nhãn hiệu thiết kế bao bì là bên em làm hết. À, ok em. Hay quá. Ê, bên mình có trò chơi anh có thể trải nghiệm thử không? Có chứ, anh tính chơi chứ anh phải chơi anh lấy gì đó mới được. Dạ, qua chơi đi anh. Ok, cảm ơn em. Đây là những cái loại ba tê rồi ha. Này chơi thì sao em? Dạ, anh chỉ cần lăn mà trúng mạch thôi cũng được, mà vô mà thì càng tốt. Chỉ cần những cái khoản này nữa mà mình lăn trúng thì không được thôi. À, ok. Bắt đầu nha. Thử nha. Anh ơi, có để không em? Anh để xuống dưới thì mới lăn được. À, để dưới đất kia hả? Dạ, đúng rồi. Yếu quá. Dạ, lực lên đi anh, lực lên. Lắm. Chết quét rồi các bạn. Ok em. Cái này là cái gì ta? À, cái này là gà viên á. Gà viên, còn cái này? Dạ, cái đó là cá ngừ. Cái này là gà xé ạ. À, đủ món luôn ha. Người ăn được luôn? Dạ được. Bữa nào anh nhậu anh kiếm cái về. Trời ơi, thiệt luôn hả? Trời ơi, thiệt quá. 4 bia rồi. Cái này làm tốn thùng bia các bạn. Thank you em nhiều. Ok em. Ok, đi vòng vòng chơi tiếp ha. Hello em. Cái này quầy hàng của mình hả? Dạ, đúng rồi. Cái này là thức ăn hạt hả em? Dạ đúng rồi. Ok em. Anh nhiều đồ quá. Thank you em. Dạ. Em ơi, em cho anh gửi lát lấy nha. Anh, dạ, anh không có túi anh cầm lát lấy nha. Dạ. Lấy 3 hộp. Dạ. Gửi lát lấy lời luôn. Ok các bạn, đây là cái này là mẫu dùng thử. Em có thể giới thiệu sơ sơ về cái sản phẩm bên mình với? Dạ, bên em là về thức ăn hạt hữu cơ. À. Đây là hạt hữu cơ và bao gồm và cá với lại là gà. Gà còn này là hạt điều trị ở Indo. Ok em. Trời, lên nhạc quá. Lên nhạc quá chết tôi rồi. Đây. Này là sản phẩm của Hàn Quốc hả? Dạ, Hàn Quốc. Dạ, toàn bộ sản phẩm bên em là bên Hàn Quốc hết. Ồ. Cái này là hạt điều trị, đây là dòng hạt điều trị, còn cái dòng hạt mà anh đang dọn trước mắt là hạt về hữu cơ để cho có tiêu búi lông với lại tốt cho da lông và đường ruột tiết niệu. Quá ok luôn. Ok, mình quay lên bạn nào để biết thêm sản phẩm, bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ đó ha. Mình công ty của mình là thế nào ta? Dạ, công ty bên em là tên là Becco. À, Becco. Đó, quay lên. Oh, hello em. Dạ, cảm ơn anh đã theo. Ok em, thank you em. Trời ơi, cảm ơn em. Có quà nữa đã các bạn. Đi vòng quà lắm á. Anh cảm ơn nha. Hello em, lên nãy giờ chụp tấm nào chưa? Hôm qua giờ chụp quá trời. Chụp quá trời luôn hả? À, thank you em, bữa cho anh mấy tấm hình đẹp quá, dễ thương quá. Ở trên này đang có cái hoạt động gì? Khu vực bên này đang là offline mèo. Còn ở bên đây là cat show ha. Mình sẽ đi quay cho các bạn. Ở trên đây mấy bạn mèo đang cái gì quấn. Chơi game anh. Chơi game hả? Game gì vậy em?
đó là game xác ướp mèo á anh. Ờ xác ướp mèo hả? Mummy ha. Ghét không? Ôi ôi dễ thương chưa nè các bạn. Rất là nhiều bạn cũng như là rất là nhiều anh chị ở từ nước ngoài luôn thì có nhắn tin cho mình nói là rất là thích coi những cái lần mình đi quay show về chó mèo. À, mọi người rất là thích luôn. À dễ thương chưa? Đây chuẩn bị đi cho mày. Này là Bengal hay? Không, cái này mèo Munchkin em. Munchkin hả? Munchkin tương lùng màu Lassie Tappy. Trời ơi màu đẹp quá luôn. Dạ. Lông mịn cực kỳ luôn. Quá dễ thương luôn. Tuyệt vời. Rất là nhiều màu đẹp ha và rất là đông luôn. Đông quá. Bên nhà em trong kia được cũng 4 năm bé mà. 4 năm bé hả? Ok, lát có gì anh vô tới khúc công kia gì hỗ trợ anh chia sẻ với nha. Thông tin gì đấy, anh kiều em. Ok, mình đi vòng chơi các bạn. Đang mọi người đang chơi game đồ này nọ quá trời đông. Giao lưu với lại các bạn một chút xíu để bên ba tiểu chức chuẩn bị nha Miu ơi. Ồ bên kia nó có mấy cái lồng đó như là lồng sấy mèo á. Đẹp sang. Ồ quá chuyên nghiệp luôn, có cả bác sĩ Tứ Huy tư vấn một số cái vấn đề cũng như là hướng điều trị cắt móng rồi luôn nè. Này là của bệnh viện thú y Mad Joy hả? Chuyên nghiệp ha. Ok. Quá đã. Đẹp chưa? Có mấy cái màu rất là lạ luôn ha, có mấy màu rất là đẹp. À. Dễ thương quá. Nằm ngoan không? Quá chuyên nghiệp luôn, có cả bác sĩ luôn. Đây bên đây là cái quầy sản phẩm của những cái chén đồ ăn rồi thao cho mèo đi vệ sinh rồi chải lông, áo quần, giỏ sách. Sáng giờ thu hoạch chắc cũng được 3 món quà. 1, 2, 3, 3 món rồi các bạn. Cái event đang ở đâu? Event này đang ở nhà thi đấu Rạch Miễu số 1 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận. Nha anh em, nhà thi đấu Rạch Miễu, ngay bờ kè, nằm ngay bờ kè. Nói chung là các nhà tài trợ, các nhãn hàng thì trong những cái dịp tổ chức show như thế này thì họ sẽ trưng bày ra những cái sản phẩm để mà chăm sóc cho các bạn cút cưng, mèo cưng rất là nhiều ha, thức ăn đồ này nọ. Hello em. Hello em. Thì đồ ăn cám hạt. Nói chung cái sản phẩm chính đa số là dinh dưỡng ha. Dinh dưỡng thì nó liên quan tới đồ ăn. Đồ ăn của mèo thì nó sẽ có thức ăn hạt, rồi mấy loại pate, đồ hộp đó. Còn sản phẩm về để chăm sóc lông, da, đi vệ sinh. Rồi nói chung là đủ hết tất cả để chăm sóc cho các bạn bạn mèo cũng như là bạn cún một cách tốt nhất luôn. Ồ có cái này lạ nè, có cái này lạ này, mấy cái máy móc về sấy xiết rồi nè, để mình vô mình tìm hiểu coi. Hình như là chén cho ăn tự động đồ đầy đủ luôn. Hoành tráng quá, mình cũng chưa biết máy này công dụng sao, để mình nhờ mấy bạn ở đây giới thiệu coi. Hello em. Hello em có thể mấy cái này là cái gì ta? Này uống nước tự động. Đây là máy lọc nước tự động cho mèo. Đây là dòng máy mới nhất của Petkit, dùng bơm không dây. Em có thể nhấc lên anh thấy là cái phần đế điện này và phần hộp nước này nó không có liên quan đến nhau, tách rời nhau. Và nó dùng cái bơm cảm ứng. Bây giờ em để vào thì nó sẽ bơm. Bây giờ em sẽ mở ra cho anh xem bên trong nó có một cái bơm. Và nó có thêm một tấm lọc nước ở đây nữa. Bơm của nó, cái này là công nghệ mới của Petkit.
Ồ, như đây thôi, vậy nó thôi bơm, nó bơm được nước. Không dây nhợ gì luôn. Không dây nhợ gì luôn mà nó bơm được. À nó sạc qua cái dưới này hay em? Đúng rồi anh. Dùng lực ở dưới lại lên. Công nghệ hiện giờ sướng ha. Đồ cái chơi này không có luôn. Bơm không dây là công nghệ mới, đảm bảo an toàn cho con mèo khi mà uống nước, không bị sợ bị dò gì đấy. À các bạn biết nước, tại vì mèo nhiều khi nó uống lâu quá nước nó bị chua rồi ha. Đúng nó rồi, bị hư rồi. Cái máy sẽ được tặng kèm một cái tấm lọc như thế này. À. Từ sáng đến giờ đây mà nước nó sẽ rơi như thế này. Oh. Khi mà mình nước bình thường ở trên vòi trở xả xuống á, hoặc là nước trong bồn nó có thể nó bị dơ. Nó vẫn còn những cái cặn đâu ha. Đúng rồi, còn những cái cặn. Và ở cái tấm lọc nước này nó có ion, có than hoạt tính, làm nước ngọt hơn, mèo nó uống. Oh. Nó thích uống nước hơn. Và mèo nó còn thích uống nước ở dòng nước động. Nước chảy như này nó thích uống. Okay. Tuyệt vời luôn, đúng là hoàng thượng có khác bạn. Mình uống mình đâu có cần lọc đâu, mình cũng chơi luôn rồi. Hoàng thượng có khác phải lọc cho hoàng thượng rồi. Dạ. Bơm tự động tùm lum hết trơn á. Đây là máy dọn vệ sinh tự động Pura Max. Ồ, đây là dọn vệ sinh. Đúng rồi, máy này đang rất hot. Nó có thể mèo đi vệ sinh xong á, nó có thể tự động nó dọn sàng lọc và bỏ chất thải ra cái hộp rác ở đây. Đây quá hiện đại luôn. Máy này được khử mùi bằng hệ thống máy phun tinh dầu và kể cả sát khử mùi nữa. Cái hộp phân này nó có một cái motor đóng cái nắp hộp phân lại luôn, nên là khi mà rác đổ vô trong này thì có một cái motor đóng kín lại, nên là nó khử mùi rất là hiệu quả. À, có nghĩa là cái máy này bình thường nó sẽ để vậy xong rồi bạn mèo sẽ nhảy vô đi vệ sinh. Đúng xong rồi, rồi nó bò ra là tự động nó sẽ dọn dẹp, quay dọn dẹp luôn. Dạ chính xác, đúng rồi anh. À. Và cái gầm của cái chiều cao cửa vào nó rất là thấp, nên là kể cả mèo mà mèo mập á, hoặc là mèo mang bầu, hoặc là mèo mà nhỏ đi vô vẫn được. À. Còn những cái bậc do dòng máy cái bậc nó cao thì phải cần thêm cái cầu thang, là con mèo mà mang bầu đi vô rất là khó khăn. Đúng rồi. Nặng nề hơn. Quá tuyệt vời luôn. Đây là dòng máy máy sấy của Beckett mới ra mắt năm 2023. Nó hay là cái bảng điều khiển nó rất là dễ dùng. Nó có bảng điều khiển về nhiệt độ tối đa là 40 độ C. 6 tốc độ gió và thời gian sấy lên đến 120 phút. Oh. Có thể điều chỉnh được. Khoang chứa này là có dung tích là 60 lít, có thể để cho hai bé mèo ở đây được. Và đặc biệt đó là lồng sấy này có gió thổi từ dưới thổi lên. Anh có thể sờ tay vào cái đấy tránh lên. Là nó sẽ làm khô vùng lông, vùng chân và vùng bụng. Bụng luôn á. Bụng và chân đều khô. Thêm một yếu tố hay của Beckett nó là âm thanh độ ồn rất là thấp. Anh đứng nơi anh có thể ghé sát tai đến anh vẫn nghe độ ồn rất là thấp. Đúng rồi. Không làm cho bé mèo bé cún bị sợ. Hoảng sợ đúng không? Rồi. Máy tới cầm tay á, khi mở lên là nó sợ. Đúng rồi. Nhưng mà cái này vô rất là thư giãn. Ấm và gió thổi này rất là thư giãn. Và thậm chí là cái lông của nó cũng không bay khắp nhà nữa. Đúng rồi anh, lông không bay khắp nhà, lông ở mong cong ở trong này. Ồ. Mà chỉ quăng lên mình bỏ lông đi là được. Ừ, dưới này nó có một cái nó có thể tháo ra, giả sử như mình đang sấy mà con mèo hoặc con chó nó có lỡ đi vệ sinh thì mình có thể tháo này ra mình vệ sinh ở dưới. À. Tức là dưới phần này nó không có liên quan đến phần miệng đấy, mình có thể rút ra mình à đó là để thoát nước á, để thoát nước. Nó rất là tinh tế ở cái kit ở chỗ này đây, công nhận. Được yêu thương quá cho nên là rất là nhiều nghiên cứu để mà phục vụ cho hoàng thượng đâu. Dạ. Chó mèo đâu. Dạ. Quá hay luôn. Ví dụ như những cái máy này thì giá nó khoảng bao nhiêu tiền em? Như cái máy này đang bán giá là 9 triệu 7 một cái. 9 triệu 7? Đúng rồi. Còn cái máy dọn vệ sinh kia? Máy vệ sinh này là 10 triệu 9 một cái. 10 triệu 9 một cái. Sướng như mèo là có thiệt các bạn. Còn mấy cái kia là mấy cái chén đồ ăn tự động hay em? Đúng rồi anh, chén ăn tự động, hạt sẽ tự động nhả. Khi mình gặp thời gian là đó nó nhả, nó sẽ tự động nó nhả ra. À, hẹn thời gian hả? Hẹn thời gian cho ăn tự động. Mình có thể ở xa mình cho ăn cũng được, không cần ở nhà vẫn cho ăn được. Ồ. Nó có app điện thoại Beckett. Có app điện thoại luôn ha, coi như là mình bấm chọn luôn cũng được. Đúng rồi anh ở xa mà anh thấy bây giờ cần cho nó ăn, anh bấm cho nó ăn. Hoặc là có thể cài đặt lên giờ, từ 12 giờ cho ăn, 12 giờ nó tự nhả hạt. Quá hay luôn. Ok, đi qua kêu quay cái máy xịn sò quá. Cái máy này mình ứng dụng cho Ego One cũng được hả bạn ha? Quan trọng là bạn chịu đầu tư bấm nút ra hạt. Đây là những cái máy mà cho ăn tự động ha. Thì cái máy này nó, cái hay của nó là chúng ta có thể hẹn giờ để mà cho ăn.
hoặc là chúng ta có thể nó có kết nối được với điện thoại luôn, có app luôn, thì chúng ta đi làm ở nhà chúng ta vẫn bấm nút cho nó ăn được, rất là hay luôn, tuyệt vời. Trời, nói thiệt cái anh em nha, cái máy sấy lông mèo 9 triệu mấy, cái máy dọn vệ sinh 10 triệu mấy, tôi còn chưa được nữa, cái máy sấy lông mèo 9 triệu mấy, cái máy dọn vệ sinh 10 triệu, tôi đây còn chưa được vậy nữa, quá dữ luôn. Anh cảm ơn em nha. Ok các bạn, rồi mình vừa đi qua một vòng hết những cái gian hàng, những cái phụ kiện, trang thiết bị để phục vụ cho các bạn mèo, bạn cún. Thì bây giờ mình sẽ đi vô khu vực Castle. Thì các bạn thấy là cái khu vực này là khu vực riêng tư ha, khách tham quan không có vào, thì chỉ đứng bên ngoài cái lằn dây này thôi để quan để xem thôi. Tại vì vô trong sâu thì nhiều khi nó mấy bạn mèo nó hoảng, rồi nó bất ổn. Nhưng mà may mắn quá mình có quen với lại ban tổ chức cho nên được cấp cái thẻ này vô được ha anh em ha, mình được phép vô. Ok, thì mình sẽ vô, mình sẽ quay cận cảnh trực tiếp cho anh em coi và có thể sẽ phỏng vấn những người chủ cách chăm sóc như thế nào. Mỗi bạn sẽ có một một cái khu vực riêng để show. Mèo thì điệu hơn rất là nhiều so với chó, có nơ, có đồ này nọ. Ồ, mấy cái này gọi là mấy đẹp quá nè. Mấy cái gì, này gọi là gì ta? Huy hiệu. Huy hiệu, mấy cái huy hiệu này, rất là đẹp. Đó, đi một vòng coi. Hello em. Này của em hả? Quay lại của em. Em giới thiệu anh chút xíu cho mấy bạn mèo mà hôm nay em dẫn đi show với. Dạ hôm nay em dắt bé Red Dawn. À Red Dawn hả? Dạ, đúng rồi. Mình cho bé ra chơi được không ta? À mình đeo cái miếng ni lông đó để làm gì ta? Để cho bé nó khỏi liếm cái bờm ở dưới á, à. Bé rác nó đẹp là đẹp cái bờm dưới này. À nó liếm nó dính, dạ, lại nó bớt rồi. Lại đúng không? Dạ. Ồ, đúng rồi. Hồi mình đi thi là nó không sồn. Hay quá. Đó. Ồ, dễ thương quá, dạ. Lông kìa. À, bé mèo này là dòng gì em? Là bé nó có tên không? Em có thể giới thiệu cho mọi dạ, người mình chút. Bé này là dòng Red Dawn. Red Dawn. Dạ. À. Bé này tên là Mia. Mia, ok. AKA ở nhà là Ún. À. Rồi lông mịn quá. Dạ. Hello. Cái dòng này thì nó thân thiện với người lắm anh. Ờ. Anh người lạ đụng cho nó cũng thoải mái thôi. Nó đặc biệt ở chỗ là khi mà cái dòng này anh bồng nó là nó không có đẩy, nó không có chống cự lại mình, mà kiểu như cái người nó nhũng ra luôn. Nó nhả vô người mình luôn á. Nũng nịu luôn. Dạ. Cưng quá. Ai mà mê mèo lên đây là chịu không nổi đâu. Bác Hoàng thượng. Hôm qua cũng có một số giải. Ờ, có một số giải, được giải gì em? Bé được top 1 funding rồi bé được vô dòng Numbis rồi được opposite. Wow. Bé bị thua một bé Maine Coon. À mua thua điểm nào ta? Chất lòng của bé giám khảo đánh giá là kiểu như không có bằng được bé Maine Coon. À không có bung ra nhiều ha. Nhưng mà bạn nào chơi Maine Coon thì cũng biết rồi, cái lòng của nó kinh khủng lắm. Đúng. Dạ, cực kỳ đẹp. Tuyệt vời luôn. Chúc mừng nha. Dạ. Cũng có nết chảnh của mèo bạn ha. Mèo Maine Coon á, Maine Coon đực. À, cái này là dạ, là cái hả? Dạ, con mèo thì cái nó sẽ không có, cũng thua con đực chút xíu hết. Dạ đúng rồi. Cái chất lông của nó cũng sẽ không bằng được mấy bé đực. Ừ. Dạ. Tuyệt vời. Quá dễ thương. Tại vì nếu như mà nói thì mèo mấy bạn mà long hair thì ăn thua cái chất lông của nó. Ừ. Giám khảo đánh giá cái chất lông của nó rất cao về cái điểm đó. Dạ. Em Maine Coon thì vẫn là một sự lựa chọn. Ok, nhưng mà này cũng là best nhất trong cái dòng này rồi, anh Mai rồi. Dạ. Dạ, được hôm qua còn hôm nay nữa, hôm nay. À còn hôm nay. Chiến đấu tiếp mà. Dạ. Ok, chúc em thành công. Dạ, với lại sẵn em có thể chia sẻ là cái công việc hàng ngày một ngày của mình để chăm sóc cho bé nó vừa khỏe mạnh mà có một cái chất lông đẹp nữa hay sao? Cái loại. Dạ thì quan trọng là dinh dưỡng của bé anh. À. Em thì thường cho bé ăn 90% là raw. Còn lại là
dinh thêm dinh dưỡng cho bé. Đa số là em cho bé uống vitamin, mấy bé lòng dài em cho uống vitamin E với lại dầu cá. Dầu cá nói chung là tất cả mình đều sử dụng của người hết. Nó uống chung được. Cái nhóm vitamin đó thì nó bổ sung được cho nhau. Tốt cho lông đúng không? Dạ đúng rồi, rất tốt cho lông. Nhất là mấy bé nào mà kiểu như mà vừa bị, mấy bé mèo đa số ở Việt Nam mình á, cái khí hậu nóng ẩm á, nó hay bị nấm. Nấm. Dạ, khi mà điều trị nấm xong á, bắt buộc mình phải bổ sung vitamin E cho nó. Vitamin E thì dưỡng tóc của mình, thì dưỡng lông của mèo. Nó sẽ mọc lông rất là đẹp. Quá hay. Và cái lông nó cũng mượt. Ok, tuyệt vời. Đó là số mấy bạn mà mới nhập về á, cái lông nó đa số nó bị sơ hết, bắt buộc mình phải bổ sung vitamin E với dầu cá là lông nó sẽ mượt lại. Với lại mới nhập về nó cũng bị stress cho nên là lông nó xấu. Khi mà mấy bạn sử dụng vitamin E với lại dầu cá nó cải thiện được rõ, rất là rõ rệt luôn nha. Không nhất thiết phải là sử dụng mấy cái dành riêng cho mèo hay cái gì đó. Người ok đúng không? Dạ đúng rồi, cứ vitamin của người. Ok, tuyệt vời. Rồi, cảm ơn em rất nhiều về những chia sẻ kinh nghiệm của mình. Ok các bạn, đi chơi tới thank you em nha. Cũng gần rất là nhiều cái lòng trống, chắc là tại bây giờ sẽ diễn ra cho tới chiều luôn. Cho nên là chắc lát trưa sẽ có người đem lên bếp, lên mèo lên nữa ha. Mình kiếm mấy bạn mèo đây, giờ mình thích mèo, mấy bạn mèo mà có bông bông giống như là báo cọp đồ này nọ đó. Đẹp ha. Cái này mèo gì em? Dạ Bengal anh. À Bengal. Anh thích mèo Bengal này lắm. Dạ. Em có thể giới thiệu giúp anh sơ sơ về cái dòng mèo này không em? Dạ thì nó là giống mèo báo. Thường kêu là của châu Phi á. Nó la giữa mèo nhà và mèo với báo rừng á. Cái gen của nó là như vậy. Có nghĩa là mèo này không phải là mèo thuần chủng, đây là dòng lai tạo. Dạ đúng rồi. Hybrid. Hybrid giữa mèo nhà với lại công nhận. Bây giờ là được công nhận rồi. Dạ đúng rồi, công nhận rồi. Như bé này là em nhập từ Nga về. Cũng bự con quá ha. Và cái nó có rất là nhiều cái biến thể lông đúng không? Dạ đúng rồi. Nó rất là đa dạng về cái bộ vân trên người, cho nên là cái giống mèo này rất là được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. Tại mỗi con nó cũng có mỗi nét đẹp riêng. Chứ không phải là nó giống như những cái dòng mèo kia, như một màu lông thì nó đặc trưng cho nó là mỗi con có mỗi bộ lông riêng, sắc màu nó cũng riêng biệt. Có những cái tông màu, nó cũng nhiều tông màu lắm. Cũng một bà râu luôn, nhưng mà có tông màu nó ngã về màu đỏ đậm hay là ngã về màu vàng. Nhất là những bạn nào mà có cái hoa văn, cái vân này á, thì nó điều đặc biệt là mỗi bạn là một cái biến thể khác nhau, không có ai giống nhau hết. Đúng rồi. Em có thể ẩm nó ra chút xíu cho anh coi tổng thể nó luôn không? Như một con báo con á, đẹp. Ôi, Thành nó quay phim mà nó mê luôn. Trời ơi. Rất là thân thiện. Dễ thương quá. Cái là ảnh rất là, bọn này thì nó nghịch lắm. Nghịch mà khôn lắm. Ôi ôi. Ghiền nghe ghiền luôn. Coi kìa, coi hoa văn của ảnh kìa. Dễ thương quá. Anh ẩm bé một chút được không? Cho anh ẩm chứ. Đẹp chưa? Cầm cũng chắc tay quá ha, ổng cũng chắc tay quá. Ổng đợt này là ổng đang kiểu không được con như trước. Đợt này cũng hay lấy giống á. Cho nên là mèo nó sẽ lấy giống tầm 3 tháng, nhà này nó phải lên thêm khoảng 1 ký đến 1 ký rưỡi được. Đúng rồi, bắt người ta hoạt động quá phải mất sức chút xíu chứ. Ôi. Thì ca, coi chừng đi lạc luôn bây giờ. Đây đây Roger. Cái điều đặc biệt của mèo là lông rất mịn nha các bạn. Lông giờ vô là muốn ôm ngủ luôn á. Đúng rồi, lông của nó kiểu như thảm nhung vậy. Đúng rồi, như thảm nhung luôn á. Rất là sướng. Bé này hoa văn đẹp quá. Đấy. Coi đi tướng rồi, coi đi tướng. Quá đẹp. Vô đi. Đâu đánh lộn với em nào cho anh coi với. Ôi 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 ôi. Dữ dữ vậy. Anh này rất là điềm tĩnh nha. Anh này kia hơi dữ ha. Thế bị động mà nó không bị
Hổ báo này là hổ báo trường mẫu giáo, ở nhà như em bé vậy. À. Ở nhà rất là nhõng nhẽo như em bé rồi, ra đường là... Đúng rồi, ra đường phải biết tự bảo vệ mình chứ. Ra đường tưởng đâu anh em xã đoàn á, nhà em bé. Rồi rồi. Mấy ngày này bước giữa sao không? Những cái tấm chiếu mới chạy. Đó, chưa trải sự đời, đúng rồi. Đó, tấm chiếu mới. Đó, như bạn thấy hai bạn này có màu lông với lại màu lông khá là giống nhau ha, nhưng mà cái hoa văn thì khác nhau, nên mỗi con là một cái biến thể khác nhau hết, không có giống. Quá đẹp luôn. Đây gọi đây là chú. Chú. Đây là chú, đây là cháu. À, bạn kia tơ hơn. Tơ hơn mà bố láo hơn. Còn láo lắm. Còn láo. Cái chuỗi mới lớn, mới lửa lắm. Nó y như mình vậy đó. Chuỗi mới lớn là. Còn lọc sọc lắm. Ok, cảm ơn em. Ờ, bên kia cũng còn mấy bạn bên gà nữa, anh đi hết đi. Để đeo bỏ sót ha. À, nhỏ hơn. Rồi, ok. Ok, ok. Ngã ngớn luôn. Phê luôn. Rồi, vút vút ngủ luôn bạn. Dễ chịu lắm. Dễ chịu lắm em. Này là dòng mèo gì em? Này là màu anh lông ngắn, màu silver. À, màu mèo anh lông ngắn màu silver. Nhưng mà cũng chưa có silver lắm hết à. Nó bạc hơn tiếp nữa. À, này nó phải trắng nhiều hơn là silver đúng không? Con này là đang là sáng rồi đó. Sáng rồi hả? Có nhiều con nó tối lắm. Ừ. Không, nhưng mà cái tiêu chí mình là sáng đẹp hay là tối đẹp silver? Sáng đẹp. Sáng đẹp hơn. Tức là nó chỉ phớt. À, phớt vậy là ok rồi, là đẹp rồi đúng không? Dễ thương. Ok, cảm ơn em. Mèo dễ thương quá, không lẽ bị lúng vô mèo nữa chứ. Bữa em thấy anh review Maine Coon mà. À, bữa có review Maine Coon. Thì cái gì? À, không lông. Hai con mèo. Cái này thì chuyên mèo anh. Ồ, đẹp quá. Chạy mình ở Sài Gòn luôn hả? Chạy mình Sài Gòn. Ồ. Hôm nào mình cho anh giao lưu qua chạy em được không? Được. Cho anh số cái... Thì hơn lát chụp lại đi, điện thoại anh đang quay rồi. Ok em, thank you em. Đó, mình đi show vậy mình sẽ kết nối với những anh em của Đủ Bồn Môn. Rồi mình sẽ xin tới nhà để mình quay cho các bạn chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là những cái thú chơi bò bét đồ cho các bạn coi ha. Mới kết nối được, em tên gì? Em tên Tân. À, mới kết nối được với bạn Tân. Bữa sau tới nhà bạn Tân quậy một bữa. Dễ thương quá. Này là mèo anh lông ngắn nha các bạn, màu silver. Này là hoàng thượng hay hoàng hậu đây? Dạ, hoàng thượng á. Hoàng thượng hả? Được giống á. À, được giống luôn á. Ok, tuyệt vời. Em đi thi cho nó phải champion. À, lấy được cái này sáng hôm qua, nay hôm qua này. Lấy hai cái rồi. Qua hai cái này của sáng hôm nay thôi. Dạ. Sáng nay thì lấy một cái nữa, ba phải là được lên phải đỏ. Ồ. Ba cái chứng chỉ là được. Ba cái chứng chỉ là mình lên phải đỏ. Phải đỏ không? Quá đã. Tuyệt vời quá. Con này nó đang khó mà. Ồ. Nó là chân ngắn. Ừ, chân ngắn luôn. Mình bỏ xuống đất cho anh coi, nhìn cái tổng thể nó, chứ nó đứng trên kia nó hơi nhát nhát. Đó. Trời ơi, cái đuôi kìa. Chân ngắn nha bạn. Chân ngắn nhìn nó baby cute hơn. Dễ thương hơn. Ghiền quá ta, không lại dính ta. Chắc dính vô mèo nữa quá. Nghiệt nghề như cái sở thú luôn. Dễ thương. Dễ thương quá. Mèo cái đuôi á, cái đuôi của mèo lợi hại đó nha các bạn. Nó giữ thăng bằng. Chức năng của nó là giữ thăng bằng để nó leo, trèo đồ này nọ. Rất là tốt. Đây là hai bạn Bengal nhỏ. À, con này của em nãy đúng không? Đây nè. Chân lùn luôn hả? Cho bé nó ra chơi với. Nhìn cái sọc này giống con raccoon quá nè. Hoa văn nè. Chân ngắn luôn. Chân mạng dớ nha anh em. Ở đây cũng có mấy cái con mà giống gì. Ờ. Con này là silver tabby nè.
Nó là classic tầm bi á. À classic tầm bi hả? Classic luôn. Ngoan quá. Con này thị trường mèo trung bình á là rất là chuộng mèo này. Thì cái vành của nó rất là đẹp. Nhưng con nào càng vành này mà càng đậm càng rõ nét là càng có giá trị ha. Ngoan quá. Nếu có chân ngắn thì thường nó quấn người hơn mèo chân dài. Ồ. Chân dài mèo anh chơi thì nó hay có tình trạng nó tọc ngang á. À. Chân ngắn thì sao cũng được, rất dễ chơi. Thoải mái lắm. Bị ngáo luôn. Lấy cây này gắn ngáo lắc theo à. Các bạn nhìn kỹ cái mặt của mấy bạn mèo á. À, cái ri mép đồ cái lông mi đồ nó dài á, nhìn nó có vẻ nó trí thức quá. Quý tộc á, nhìn nó quý tộc. Ngáo luôn. Dễ thương quá. Nhưng mà mặt chảnh ha, mặt chảnh dễ thương nhưng mà mặt chảnh. Con này nó ra ngoài nó lạ chứ ở nhà nó cho nhà lành, nhà lành lắm đúng không? Nhưng mà thân thiện quá trời luôn. Dễ thương thiệt. Thôi đi tiếp, ngồi đây vuốt tới chiều luôn. Ghiền quá, vuốt tới chiều luôn. Ok, theo mình tiếp nha, thank you em nhiều. Đây, cũng là bạn mèo anh luôn. Hello. Hello em, trời lâu quá mới gặp luôn, chị không có đi. Này gặp mấy anh em này bò sát, anh em này bên mèo. Bữa mình có ghé nhà mình bên chỗ nhà của Khang á, mình có quay mèo mấy bạn bên Cun, em Cun đi em. Cho anh chơi với, cho anh gặp nó với. Này của em hả? À? Này là anh lông ngắn luôn. Này là chân ngắn anh. Chân ngắn, ồ. Dạ, em có bé mèo nhẹ là... Ôi trời. Hai cái má nè các bạn, coi hai cái má nè. Này là dòng gì em giới thiệu với mọi người với? Này là chân ngắn anh, mèo chân ngắn. Mèo chân ngắn, ôi. Cũng hơi khó chịu ha. Hơi đanh đá. Hơi đanh đá. Bữa nay lên cấp phạ cho nó. Ờ. Qua giờ nó thi đấu gì chưa? Thì hôm qua nó thi cấp phả đầu á, bữa nay lên thi, bữa nay lên lấy phả, lên lấy chứng chỉ với lại lá hồi nó sẽ thi luôn. À. À, cũng của em luôn. Hơi nhát hả? Con này thì hơi dữ. À. Đây là bắp. Đẹp mà có quyền, tên gì em? Bắp. Bắp hả? Trời ơi, trùng tên với anh Ngô nó bắp rồi. Dễ thương quá. Xin ẩm cái, ẩm cái lấy dĩa. Thành gần em. À. Như Igu vậy đó. Này dễ chịu hơn Igu. Ẩm vô nó êm, Igu ẩm vô lát chày tay lum. Vậy, chào. Chào. Dễ thương quá. Dính chắc rồi các bạn ơi, dính à. 90% là mình dính rồi đó. Tuyệt vời quá. Rồi vô chuồng nha. Lát lấy giải tiếp nha. Nàng mình đẹp thấy hồng luôn rồi. Ờ. À. Các bạn còn bên này là Maine Coon. Đây, Maine Coon. Mẹ muốn. Này bé chưa tẻ đó. À, này là mẹ của mấy bạn mèo con hôm bữa, bạn nhớ không? Bữa anh có quay á. Này là con đó nè. Giờ đó cho thi. Ôi con mới bữa quay mà nay lớn vậy á hả? Trời ơi. Cho anh chơi với cho. Bình thẳng, không ngủ. À, mẹ nó hơi nhét. Đây, đây là bà mẹ của những siêu phẩm ha các bạn ha. Còn đây là con nè. Anh em về, các bạn có thể về tìm lại cái clip cũ mà mình quay bên nhà của anh Khang á. Rồi lúc đó mình đang quay cái bạn mẹ mèo mẹ này và nguyên bầy mèo con ha. Lúc đó 4 năm bé, dạ, 5 bé, 6 bé. Đó, thì hôm nay là lớn vậy luôn rồi đó. Ẩm ra, ẩm được không ta? Ẩm ra được. Ờ vậy mà cũng gầy mạnh đấy. Ôi lẹ ghê ta, mới bữa chắc cỡ 3 tháng à, 3-4 tháng trước á. 3-4 tháng trước á, hôm nay nè. Trời ơi, bữa chưa mở mắt nữa.
bữa trưa mở mắt hí hí đi thì hai cái chân quẹt 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 qua lại mà hôm nay bự vậy nè. Ôi thôi ôi lòng mịn quá luôn á, lòng mịn đã luôn á, trời ơi. Một tháng chi phí chăm sóc hoàng thượng hết nhiêu em? Rồi này không biết, không vô chừng luôn hả? Không tính luôn, không tính luôn hả? Cục cưng mà đâu tính à, có vuốt thử cái không, trời nó mịn khủng khiếp luôn, nó mịn mà xây đóng lòng người luôn á. Mặt đẹp quá, đẹp quá. Nhưng mà mình cũng quên bạn này là bạn nào trong 6 bạn hôm bữa rồi. Em cũng có bạn nào có hai cục gì trên này nè phải không ta? À không phải. Đó nhẹ. Đó nhẹ. Nhẹ. Cái này nè có hai con đi. Ồ. Em nhiều chạy nổi ha. À trông nổi ha. Rất là bình tĩnh nha. Rất là bình tĩnh luôn nha. Trời ơi dễ thương quá. Thôi vô ngủ tiếp đi con. Thang Kiều con nó hợp tác. Dễ thương quá. Khen lát trưa mới lên hả? Dạ khen 1 giờ mới lên. Ồ. Ok, thank you em nhiều. Ok em. Đây cũng men cool. À bên này men cool luôn hả? Ồ, oh, men cool bự quá. Trời ơi. Này giá gì vậy? Mình kia là con mèo anh to lắm. Khoa khen hết chụp á, anh coi á. À. Cho một mình bạn mèo này lấy nhiêu đây thành tích? Đang ngủ. Dễ thương. Các bạn có thể nhìn cái không khí ở cái chat show này phải nói là rất là đông vui luôn ha. Và coi những các chủ nhân đi, mỗi người một cái giỏ sách rồi ôm bạn mèo ngủ kìa, đằng kia kìa. Đang ôm bạn mèo ngủ. Rồi ôm trong lòng không à. Phải nói là rất là vui luôn. Bố tôi kiếm con mèo lên đây tôi ngồi mới được. Ok. Wow. Một bạn mèo anh siêu to luôn. Đây. Mèo Mỹ khổng lồ. Mèo Mỹ khổng lồ. À mèo Mỹ khổng lồ hả? À, anh nói này mèo anh. À này mèo Mỹ khổng lồ, Maine Coon. Đẹp quá kìa. À Maine Coon màu trắng đẹp quá kìa. Ồ. Ôi ơi. Đúng là Maine Coon thì lông là vô địch luôn rồi. Giờ nó đã. Đông bạn này chưa đạt thể trạng tốt nhất. Chưa đạt tốt nhất luôn ha. Tại vì mới về Việt Nam được mấy hôm. À. Về Việt Nam thì ở bên kia chủ trại cũ chăm không tốt. Chưa tới lắm đúng không? À. Là bị cạo bớt. À. Chắc là tầm cuối năm là bé sẽ đạt. Đúng rồi, dưỡng lại. Đây, đông bụng này, đông bụng bị cạo bớt rồi. Trời ơi, bị cạo bớt như này nè. Cái em mới về cũng chưa. Mới về chưa được một tuần. Ồ. Bơm này cũng bị cạo bớt rồi đấy anh. Như bên kia cái bơm nó như này cơ mà. Bơm nó như thế này. Mọi nên đứng lên đi cho đỡ bụi. Em đây. Như bên kia cái bờm nó ra như ôi ôi, như sư tử. Cái bờm nó như này mà. Nhưng bây giờ nó bị gạo mất hai bên rồi. À. Đó, nên là thôi dưỡng lại. Chứ lại mới về đổi môi trường chắc cũng sẽ bị stress rồi từ từ lại. À mình là từ ngoài Hà Nội vô luôn. Dạ vâng, em ok, quá tuyệt vời luôn. Dễ thương quá. Này là hoàng thượng hay hoàng hậu em? Hoàng thượng. Hoàng thượng hả? À, vị vua đến từ Milan. À, Milan về. À mới nhập từ Milan, à từ Ý về luôn hả? Wow. Quá dữ luôn. Đây là một bạn mèo Maine Coon vừa được nhập từ Ý về nha bạn, từ Milan về chưa được một tuần. Về tới Việt Nam là bé có giá trị 21.000 đô. Wow. Ta về đến Việt Nam đấy. Ôi. Anh em có nghe bạn chủ của bạn mèo này chia sẻ không? Về tới Việt Nam luôn là chi phí 21.000 ơ nha các bạn. Euro nha các bạn. Xuất sắc. Coi cái đuôi kìa. Coi cái đuôi kìa. Wow. Đã quá. Quá tuyệt vời luôn. Sướng quá. Wow.
Cái này bây giờ về nhà mới xong rồi chăm sóc đồ này để cho thích nghi với môi trường quen rồi cuối năm nay chắc khủng khiếp luôn ha. Trộm vía là bé có nghĩa là bé làm quen với môi trường mới cũng khá là nhanh. Hiện tại là cái nhiệt độ ở bên Ý đang là -1 độ. -1 độ về đến Hà Nội là gần 20 độ. Xong bây giờ là vào đến Sài Gòn là 35 độ. Thích nghi được khá là yên tâm về khả năng thích nghi môi trường mới. Tại vì cái nhiệt độ nó chênh lệch nhiều quá ha. Sắc. Sướng quá. Quá đã luôn. Như cái bộ môn mèo này là anh em ngoài Hà Nội như là mạnh hơn trong trong đây. Chắc do cái thời tiết nó mát mẻ hơn. Vâng, em có nghĩa là trong Sài Gòn rất là đông nhưng mà các cả lớp ở ngoài Hà Nội có vẻ là đông hơn trong này một chút, nên là có nhiều cái event, cái kết show tổ chức thường xuyên hơn ở bên trong này. Nhưng mà em thấy cộng đồng mèo trong Sài Gòn rất là đông, yên tĩnh, và những cái buổi offline như hôm nay rất là đông, đến vài trăm người đôi mèo đến đây. Không khí rất là năng động ha, vui tươi rồi dễ thương. Em nghĩ là tương lai trong Sài Gòn cái kết biết trong Sài Gòn mèo phát triển rực rỡ, không kém gì Hà Nội đâu. Thôi mốt mà ngoài Nam với đây ngoài Bắc đồ này nọ kết hợp làm mấy cái show quốc tế luôn. Nó đã từ năm ngoài em đây là em phải tham gia đến 3 show mèo Sài Gòn. Em vào Sài Gòn được 3 show rồi. Ồ, quá hay luôn. Tháng 6 năm ngoái là đến nay là được 3 show rồi. Là lần nào vào thấy cộng đồng mèo trong Sài Gòn online rất là đông. Tín hiệu mừng em ha, chơi ngày càng nâng cấp lên. Quá hay luôn. Hy vọng có dịp nào đó sẽ ra Hà Nội tham dự kích xô rồi đó. Dạ, ok, em cảm ơn em nhiều. Cái này cũng của mình luôn hết ta. Không, cái này của bạn Tinh Trần. Hello em. Hello anh. Đây là mèo, một bạn mèo anh. Rất là to ha. Anh đụng đường ta. Dạ được, anh sợ thoải mái để em bế đó. Ok. Trời ơi. Đối với bạn mèo anh á, thì cái bộ lông nó hơi khác so với Maine Coon rồi ha. Maine Coon thì nó dài hơn và nó mịn hơn, còn này nó dày, cảm giác lông nó dày hơn. Gờ vô nó vẫn mịn nha bạn, vẫn mịn nhưng mà nó dày. À, cái tính cách của dòng mèo anh này thì có cái tính cách nào nổi bật em? Dạ, mèo anh này thường thường nó sẽ có cái tính gọi là thân thiện với mình lắm. Nhưng mà cũng tùy đứa nữa, mỗi đứa sẽ có một cái tính khác. Có nhiều đứa thì nó lại cọc cằn, nó lại có cái tính lãnh thổ. Kiểu như nó hay lên mấy chỗ cao nó ngồi, sau đó rồi nó dè chừng tất cả mọi người luôn. Còn có nhiều con thì nó gặp người là nó sáp lại liền luôn. Nên phải nói là cái tính riêng biệt của cái mèo anh này thì không biết xác định cụ thể là như nào. Nhưng mà nó là một cái dòng mèo có cái gương mặt gọi là dễ thương. Dễ thương. Cái tính nó là kiểu cũng dễ chịu nữa. Nên nó là một cái dòng kiểu như hầu hết tất cả mọi người đều thích nó. Dạ. Này dạng mèo cũng quý tộc á đúng không? Dạ. Kiểu mèo quý tộc á. Dễ thương nhưng mà có một số con cái miệng hơi hổn nha các bạn. Rất là dễ thương luôn. Nhưng mà cái tính cách của mèo với chó là hai cái tính cách nó hoàn toàn khác biệt ha. Chó thì thân thiện, mèo vẫn thân thiện nhưng mà nó vẫn có cái độ thu hút ở cái độ chảnh của nó, nghĩa là nó không có đi theo mình đâu, mình sẽ đi theo nó, thì cái đó là cái điểm mà hấp dẫn thu hút ở mèo á. Này là boy hay là girl ta? Bé này là boy. Boy hả? Được 4 tuổi rưỡi anh. 4 tuổi rưỡi hiện tại đang 9.5 kg và cũng là bé mèo nặng, bé mèo anh lông ngắn to nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đúng rồi đó, anh đi anh coi mấy bạn, anh chưa thấy bạn nào bự giống vậy luôn. Dạ, theo như em biết thì tất cả mấy cái show mà ở khu vực Đông Nam Á đồ này kia thì bé mèo này vẫn là bé mèo anh lông ngắn nặng ký nhất luôn. Thì cái này là một cái coi như một cái gen trội, một cái đột biến đó nè. Đột biến về mặt kích thước hay là sao? Dạ không, cái này là cái gen cổ của những con mèo anh lông ngắn từ xưa, có nghĩa là nó từ khoảng năm 1870 đến bây giờ luôn. Thì sau một quá trình dạy thì mèo anh lông ngắn nó được kết hợp với mèo Ba Tư để lai ra nhiều giống mèo để giữ lại cái gen, tại vì nó có nguy cơ bị tuyệt chủng hồi trước đó nên nó phải lai ra. Và sau này thì càng về sau thì cái gen nó càng bị nhỏ lại, tại vì nó bị lai tạp nhiều thứ. Cái này là cái gen đó, gen standard, gen tiêu chuẩn. Dạ đúng rồi, original blood. Original luôn, gen thuần các bạn. Sau này nhiều khi chúng ta lai qua
kết hợp với giống mèo khác nó làm nó mất cái bộ gen gọi là tiêu chuẩn ban đầu á, cái gen gốc á. Dễ thương quá. Cái má bánh bao ha. Bé này nó tính cách nó ngoan lắm, giờ ẩm nó thoải mái kiểu như ai cũng thể tiếp cận nó được. Rồi, nghe cái muốn ẩm liền cho anh ẩm cái nha. Ok, để em bé bé okay. Ra đây cho anh. Em sẽ hướng dẫn anh ẩm cho bé thoải mái nha. Ok. Một tay sẽ nắm một tay cho bé cánh tay này, còn tay dưới em sẽ ôm cái mông của bé thì bé sẽ. Ok. Rồi, sười phê quá. Phê quá. Cái mặt á, cái mặt nó tròn quay luôn như một trái banh luôn vậy đó. Rồi khó chịu vậy đúng không? Điểm đặc biệt là bé này bụng không có mỡ nha, bé này to thật thôi chứ. À, là sẹo to chứ không phải là bị béo phì. À, không phải bị béo phì, khung xương đồ to. À, chứ không phải bị béo phì. Này mình cũng cho phối đồ này nọ. Dạ không, bé này là em hiện tại là em đang không cho phối ngoài. À. Và tất cả mèo ở trại em đều không cho phối ngoài hết. À, mình phục vụ cho farm mình thôi. Dạ, đúng rồi. Và riêng bé Mai này thì mèo con anh muốn mua thì anh phải được vô cái danh sách chờ của em. Cái whitelist. Và sau đó thì em sẽ kiểu như nó thuộc như là cái này nó hơi mới ở Việt Nam, là anh muốn mua một con mèo màu như nào và cái đặc điểm anh muốn quan trọng ở con mèo đó là như nào, thì em sẽ cố gắng nhân giống ra giống như vậy để bán cho anh. Wow, hay dữ người ta. Tại vì em bán chuyên về nhân giống thôi, dành cho những người nhân giống thôi. Đấy, còn mấy cái bé mèo mà không kiểu như không có đủ tiêu chuẩn nhân giống thì em chỉ sang mang bé cho em, không có bán hàng. Anh em mình chung một cái chí hướng, anh cũng vậy, anh không có bán. Nhiều người hỏi anh có bán động vật, anh không có bán động vật, anh chỉ chia sẻ cái gen này thôi, cái gen thôi. Đó. Quá hay luôn. Dạ, cái bé mèo nó đặc biệt một cái nữa là lúc em mua cái bé này lại từ một người khác, là cái đây 5 tháng là nó đã 4 tuổi rồi. Và nó có một cái tình trạng sức khỏe khá là xấu, nó xấu tí, rất là ốm. Và nuôi lòng sắt. Cái thứ hai nữa là lông của nó bị nấm và bị viêm da rất là nhiều. Sau đó thì em cạo và em phục hồi bé lại. Thì đây là cái quá trình mà em phục hồi bé lại. Lúc này là 6kg. Ngày 5 tháng 9 2022 là lúc này em mới đón về, em cạo lông để em trị da cho bé. Và đây là tháng đầu tiên, 4 tháng 10 bé đã ra lông. 4 tháng 11 và tháng thứ 2 là bé đã ra lông khoảng được 50%. Và đây là 3 tháng 12 là tháng thứ 3 là bé đạt trọng lượng 10kg, từ 6kg. Đây, cái ảnh này là cái ảnh chuẩn 3 tháng sau khi cạo lông. Đây, thấy sự khác biệt before and after các bạn thấy không? Đây, trước đó là vậy đây, sau khoảng 3 tháng 4 tháng này, 4 tháng rồi. 4 tháng rồi, bé nó phục hồi vô đây và đây là thực tế rất là đẹp luôn. Rất là khỏe mạnh luôn, đẹp luôn. Thì cái quá trình chăm sóc lại vậy á, em có một cái chia sẻ về mặt dinh dưỡng hay là cái cách chăm sóc như thế nào á? Dạ, cái cách chăm sóc thì nó cũng khá là đơn giản đó. Mấy cái mà thực phẩm dinh dưỡng cho nó chỉ xung quanh mấy cái mọi người dùng thôi, nhưng mà mình phải biết được là mỗi bé mèo nó sẽ có một cái tính cách như nào và cái mức độ thích nghi với cái môi trường sống như nào. Có nhiều đứa thì nó không thích ăn chung đám đông, có nhiều đứa thì nó lại thích đám đông, có nhiều đứa nó lại thích ăn hạt to, nhiều đứa lại thích ăn hạt nhỏ. Thì mình dựa theo tính cách của mỗi đứa và mình chiều theo nó và nó sẽ thoải mái và nó ăn tốt thôi. Quá hay luôn. Mỗi một mèo hay là con gì cũng vậy, mỗi con nó là một cái tính cách các bạn. Nếu bạn yêu thương, bạn quan sát á, nếu bạn biết nó thích cái gì, bạn cung cấp cho nó thì nó sẽ rất là mau chóng nó thích nghi, mau chóng nó làm quen và nó phát triển ha, chứ không phải là tất cả đều giống nhau đâu. Trong quá trình chăm sóc á thì em sẽ có cân đông lo đếm cái lượng calo của bé mèo, thì em tính được là mỗi bé mèo phải có cái mức năng lượng cần thiết một ngày là bao nhiêu, và cần cho ăn bao nhiêu thực phẩm đấy thì sẽ được bao nhiêu calo, và bao nhiêu calo thì bé mèo sẽ tăng bao nhiêu ký. Thì em mới tính toán được cái đó để em biết là một cái quá trình bao nhiêu tháng để đi show, để chuẩn bị trước show là bé mèo có thể cách tăng lên cái trọng lượng mình mong muốn hay không. Hay quá, chơi vậy mới sướng các bạn, chơi mà nghiên cứu tìm tòi và kỹ lưỡng có trách nhiệm như vậy mới sướng. Nhiều người nuôi ẩu, nhiều người nuôi hẩu. Dạ. Quá hay luôn. Tháng 3 tới thì em có được mời về để giảng một cái lớp CBC về Nutrition for Kids của anh Dali, mà anh Dali hiện tại là chủ tịch Hiệp hội Mèo Việt Nam.
tập VFA ở Hà Nội. Wow. Dạ. Anh đó là cái chạy Silvery Ballet, có tuổi đời cũng khá là lâu ở Việt Nam rồi. Em hình như cách khoảng tầm 1 năm rưỡi, trước đó anh đó là nhân giống ở Pháp, sau đó thì chuyển về Việt Nam làm chạy ở Việt Nam. Hiện tại thì đang làm chủ tịch của hiệp hội VFA. Đã quá, hy vọng có dịp anh sẽ được tới đó chơi luôn. Ủa, chạy mình ở Sài Gòn? Dạ, chạy em ở thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ồ, miền Tây. Miền Tây. Dạ. Điện thoại anh đang livestream rồi, để anh lát livestream xong anh lên anh xin cái contact em, nếu mà có dịp anh về Đồng Tháp á thì anh có thể ghé em chơi không? Dạ có thể, thoải mái luôn. Ok, tuyệt vời. Em thank you em rất là nhiều luôn. Ok em, quá đã. Ở bạn đi chơi kết nối được với mấy anh em, mốt đi quay tiếp. Ok, cảm ơn em nha, bye bye con nha. Trời ơi, nằm kìa, dễ thương quá, dễ thương quá. Đang thi anh em, đang thi ở chợ. Ồ, đang thi hả? Ok, mình lên mình coi đang thi coi thi như thế nào nha. Ok, là ở trên đó là ban giám khảo, ban giám khảo người nước ngoài ha, đang chấm điểm thì mình để coi coi thi mèo sẽ thi như thế nào, mà chưa biết thi mèo như thế nào luôn. Em sẵn em giải thích cho cái cách mà giùm anh, cái cách mà giám khảo chấm điểm mấy bạn mèo như thế nào không? Giám khảo chấm nhiều yếu tố lắm, về body, body của mèo nè, về độ rộng tay của từng dòng nữa, nó mỗi dòng nó mỗi khác nhau, rồi lông, lông có chuột chăm chút chải chút tốt hay không. Mỗi giám khảo thì sẽ có một cái họ họ sẽ có một cái dòng chuyên của họ. Thì những con mà rất là dòng chuyên chấm rất là khó, về răng nữa, răng về đều tít không được lệch. Rồi mắt, khoảng cách của mắt nè, rồi độ sách của mắt nè, rồi màu mắt của từng dòng nữa. Nó khó, nó nhiều tiêu chí lắm. Nhiều tiêu chí ha, có nghĩa là giám khảo đang ôm bạn mèo là đang chấm điểm bạn mèo đó đó. Dạ đúng rồi. Đang quan sát, đang vuốt lông để coi lông mịn hay không, nhìn mắt, nhìn răng, nhìn đồ này nọ. Đó là những cái yếu tố tiêu chuẩn cơ bản. Rồi có những con là phải xem độ lanh lẹ nè, đôi có bị tật lỗi hay không, có những con nó bị gãy ở cái chóp đôi á. Những con đó là anh rớt hết. À là xong cái bạn áo đỏ đó xong rồi xếp hàng tới đây. Ồ. Hay ha. Rồi còn con mèo nó phải lăn động hay không, nó có tăng động hay không, nó có theo cái cây điều khiển hay không, rồi nó có thân thiện quấn người hay không, hay là nó giữ. Thường những mèo thi thì được chăm chút rất là kỹ. Đúng rồi. Kỹ bình thường là... Quá đã luôn, hay quá. Sau khi mỗi lần mà chấm điểm bằng mèo là xong thì dân giám khảo sẽ rửa tay rồi để tránh lây bệnh bệnh truyền nhiễm qua lại ha, rất là kỹ. Mời bạn số 7. Quá hay luôn, anh cảm ơn. Đây coi như là có ba bàn chấm thi, ba giám khảo này đến từ Bỉ nè. Sao đến từ Bỉ. Quá đã luôn. Ok anh em, thì đây là một cái buổi kết show kết hợp với lại offline mèo bên kia, phải nói là rất là hoành tráng, rất là đẹp luôn. Và mình đi quay mình cũng được học hỏi, hiểu biết thêm rất là nhiều cái hay về mèo luôn. Mà ở đầu mê rồi các bạn, chắc dính mèo luôn quá. Ok mọi người, đó là những cái thước phim, nói chung là không thể nào quay hết đâu. Hoạt động này diễn ra tới chiều lận ha, hai ngày, từ hôm qua là thứ bảy, hôm nay chủ nhật, chiều ngày hôm nay sẽ kết thúc. Thì nếu mà ai gần ở nhà thi đấu Rạch Miễu này có thể lên đây chơi vẫn còn kịp. Trong này rất là mát mẻ luôn, cho các bạn nhỏ lên đây chơi ha. Thì mình quay với các bạn một số cái hình ảnh như vậy thôi, chứ không thể nào mà tường thuật hết được. Đó, ok mọi người, hy vọng là có thể mang đến cho các bạn những cái giờ phút mà nằm nghỉ ngơi ngày cuối tuần, rồi xem những cái hình ảnh thi mèo sẽ giúp cho chúng ta có thể refresh lại cơ thể, rồi nghỉ ngơi, relax luôn. Ok mọi người, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Sao anh em nãy giờ thấy anh em coi livestream thấy hấp dẫn không?